Skin Talk 101, bạn có đang chuẩn bị cho ngày quyết định trọng đại của mình? Càng gần tới ngày cưới thì bạn sẽ càng dễ bận rộn và bỏ quên bản thân, đặc biệt là trong việc dưỡng da. Hãy cùng Phương Anh xem hết video này để khám phá một bí quyết self-care và chăm da không âu lo cho hội cô dâu dù bận rộn và căng thẳng đến mấy, cũng sẽ có được một làn da rạng rỡ trong ngày cưới của mình nha. Các cô dâu gần ngày cưới hẳn sẽ thường căng thẳng và khó ngủ hơn. Khi đó, cơ thể sẽ sản sinh nhiều gốc tự do khiến cho da bị xỉn màu, mất ẩm và nhạy cảm. Làn da cũng không thể phục hồi và tái tạo tốt được. Với mặt nạ Balsin Firm, bước dưỡng da đẹp không âu lo, sở hữu thành phần gồm có chiết xuất hoa mẫu đơn và phức hợp collagen, peptide cùng với lại các hạt dưỡng ẩm giàu dưỡng, cho làn da của mình được chăm sóc toàn diện hơn. Một bí quyết riêng của chính Phương Anh là vào buổi tối trước ngày cưới, hãy lấy một lượng dày mặt nạ ngủ Balsin Firm dùng trên da và rửa mặt lại vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy ngay một làn da mịn màng tươi sáng, chất kem mỏng nhẹ không gây nặng mặt và phù hợp cho mọi làn da, kể cả là da dầu. Các cô dâu mới đã sẵn sàng chưa? Hãy cứ thật hạnh phúc nhé, vì da xinh rạng rỡ đã có mặt nạ ngủ Balsin Firm.